lost in your eyes under your spell. Chào cả nhà, lại là Hân đây cả nhà ơi. Lúc nãy Hân đi chợ, Hân mua được một ít ruột này cả nhà, để đem về khịa nước dừa ăn á cả nhà. Cái ruột này ở ngoài chợ người ta đã làm xong rồi, nhưng mà mình về mình kỹ á, cái mình rửa lại muối nè, chanh với nước mắm nha cả nhà. Bây giờ ruột của mình nó rất sạch rồi. Bây giờ Hân sẽ đi bầm tỏi, cháy tỏi để mình ướp cái ruột này để mình khịa nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên nha cả nhà. Mình vặn lửa trung bình thôi. Mình sẽ cho một ít dầu ăn vào đây cả nhà, khoảng tầm một muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu ăn nóng thì mình sẽ cho tỏi vô mình phi cho thơm nha cả nhà. Mình xào săn cái ruột rồi mình tắt bếp rồi mình mới ướp nha cả nhà. Dầu ăn nó nóng rồi đó, mình cho tỏi vô luôn nè. Tỏi của mình cũng đã vàng rồi cả nhà ơi, mình cho ruột vô nha. Wow, nó thơm quá. Mình làm như vậy nè, cho cái ruột của mình nó đừng thôi á cả nhà. Đây là ruột già đó, cho nên là mình làm kỹ thì nó sẽ ngon hơn nha. Đây, mình cho cái tỏi nó thấm vào trong cái ruột này nè. Nó không có hôi gì luôn cả nhà, mà cái ruột nó trắng tươi à. Con sẽ xào cho nó săn săn chút xíu rồi con sẽ tắt lửa nha cả nhà. Hân tắt lửa được nha cả nhà. Bây giờ Hân sẽ ướp nha cả nhà. Hân sẽ cho vào đây là khoảng tầm 10 muỗng cà phê đường á. Tại cái muỗng này nhỏ xíu rồi cả nhà. Cái món này á mình làm ngọt ngọt mặn mặn mới ngon nha cả nhà. Hân sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê muối đầy. Cho gia vị xong rồi mình trộn đều lên nha cả nhà. Mình ướp ở đây khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ cho cái ruột của mình nó thấm rồi mình sẽ đem đi khìa nha cả nhà. Lúc đó mình sẽ chặt cái dừa mình cho vào đây để mình khìa nha. Rồi mình để đây, khoảng tiếng sau mình quay lại nha cả nhà. Cả nhà ơi, ruột của mình ướp được 1 tiếng đồng hồ rồi thì bây giờ mình sẽ bắt nó mình khìa nha cả nhà. Đầu tiên mình sẽ dặn lửa lớn lên đến khi nào mà cái ruột của mình nó sôi lên đó cả nhà. Thì mình sẽ hạ lửa xuống trung bình nha. Mình xào xăng lên rồi xem cái mình cho nó thấm gia vị rồi mình sẽ đổ một trái dừa vào đây nha cả nhà. Cả nhà ơi, cái chảo ruột của mình nó cũng sôi dữ rồi nè cả nhà, mình sẽ hạ xuống lửa trung bình nha cả nhà. Ruột nó cũng đã săn rồi, bây giờ mình sẽ cho vào đây là một trái dừa nha. Hân đổ nước dừa vô đây nè cả nhà. Rồi mình sẽ rim từ từ nha, cho cái nước dừa nó thấm vào trong ruột á. Nó chín thì nó sẽ bớt dai nha cả nhà. Nấu càng lâu thì cái ruột của mình nó sẽ mềm nha. Cho đến khi nào mà nó cạn nước thì thôi á. Cả nhà ơi, Hân để lên khìa tầm được 10 phút bên này cả nhà. Thì cái nước của mình bây giờ nó cũng chuyển sang màu vàng vàng cả nhà. Cả nhà mà nấu nó chín đó, nó khỏi cạn nước á thì cái màu nó càng lên đẹp nha. Nếu như cả nhà muốn cái màu nó tươi hơn thì cả nhà có thể cho thêm một miếng dầu màu điều nha cả nhà. Còn Hân thì để nguyên vậy nha. Đến khi nào mà nó cạn nước xuống là được. Tại vì nước này nước dừa cả nhà, nó cũng làm cho cái màu ruột á, của mình nó sẽ đẹp hơn. Cái chảo ruột khìa của Hân đã chín rồi nè cả nhà. Bây giờ Hân sẽ tắt bếp và mình bày ra dĩa mình cùng thưởng thức nha cả nhà. Hello, chào cả nhà, lại là Hân đây cả nhà ơi. Cái mâm ruột khìa của mình nó đã chín rồi nè cả nhà. Cả nhà thấy nó có hấp dẫn không cả nhà? Màu vàng ươm luôn, rất là ngon nha. Hôm nay Hân sẽ ăn cùng với lại khóm nè, dưa leo nè, xà lách với lại rau găm nha cả nhà. Rau găm nhà trồng tốt quá chừng luôn. Đây là chén nước chấm. Nước chấm này là cái nước cái thịt cái ruột khìa lúc nãy á cả nhà. Để Hân múc ra một miếng để Hân chấm rau cả nhà. Bây giờ Hân mời cả nhà cùng ăn chung với Hân nha. Nhìn cái này cả nhà, màu sắc rất hấp dẫn luôn nha. Hân ăn thử coi vừa ăn không nha cả nhà. Ngọt ngọt mặn mặn ngon cả nhà. Lúc nãy Hân khèo bằng nguyên mũi trái dừa luôn cả nhà ơi, nó thấm mà nó mềm, nó vừa ăn lắm nha. Lúc này mình có thể cuốn bún với rau ăn cũng được, hoặc là mình cuốn với xà lách nè cả nhà, với lại khóm nè, rồi cho một miếng rau găm lên nữa. Thôi mời cả nhà cùng ăn chung với Hân nha. Ngắt một miếng rau găm cả nhà ơi. Đây, cho rau găm lên nha, cho thêm miếng dưa leo nữa cả nhà. Rồi mình sẽ gấp một miếng ruột mình cho lên đây nha. Đây là cái đầu ruột nè cả nhà.
rồi mình ăn nha cả nhà. Quá ngon cả nhà ơi. Món ăn dân dã miền Tây đơn giản nhưng mà rất là ngon, màu sắc rất hấp dẫn. Khi mình chấm rau thì mình chấm với cái nước chấm này nè cả nhà, nó ngon ha. Còn mình ăn thông thì mình khỏi chấm cũng được, ai muốn đậm đà thì chấm dùng miếng nước chấm. Cái này thì nó dai dai giòn giòn ngon cả nhà ơi. Mình làm sạch rồi đó, mình ăn nó không có bị hôi nữa, ngon lắm nha cả nhà, rất là tuyệt vời luôn. Lâu lâu cả nhà có thể ra chợ mua rồi về mình làm ăn gì nè, nó mới ngán, ngon lắm. Chấm miếng khóm nha cả nhà. Miếng khóm nó chua chua cả nhà, ăn nó ngon lắm nha, dưa leo giòn giòn. Mời cả nhà một miếng, ăn vô miếng rau răm thơm thơm quá tuyệt vời cả nhà ơi. Cái này á, cái khâu chuẩn bị á thì nó hơi lâu chút xíu, tại vì mình phải làm sạch cái ruột này nè cả nhà, nhưng mà giờ tiện lắm cả nhà ơi. Cái gì á, mà chợ người ta làm sẵn cho mình hết hơn 50% rồi, còn lại mình về nhà mình làm vệ sinh nữa à, sạch sẽ nữa là mình ướp nữa là mình làm ra được cái món ngon như vậy cả nhà. Cái món này ăn không với cơm cũng ngon nha, mình ăn với bún cũng ngon. Hay là mấy người mà người ta nhậu quá cả nhà, đây là đúng chuẩn món nhậu luôn nha cả nhà ơi, ngon quá ngon. Món này nhậu là bá cháy luôn, uống với bia ngon tuyệt luôn cả nhà. Nhưng mà không có uống bia, thôi ăn mồi xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ hái một ít lá rau găm mình cho vào salad nè cả nhà, tại vì dưa leo nó hơi cứng đó, mình cuốn mình cắn nó hơi khó cả nhà, mình ăn chấm ăn không thì được. Đây cho vào miếng vài lá rau găm, miếng khóm, để cái miếng ruột vào đây cuốn lại. Rồi mình sẽ chấm cho cái nước chấm này nha cả nhà, đây chấm cho nước chấm này cho vô miệng hết luôn, quá ngon cả nhà ơi. Hơn ngồi ở đây á, nhà hơn gần lộn nó ồn, cả nhà thông cảm cho Hơn nha, xe nó chạy ngang hoài luôn cả nhà. Chấm miếng dưa leo quá ngon luôn, ăn miếng rau găm. Ngon. Ăn vô miếng ớt cho nó the the. Rồi, ăn vô. Ăn rau vô luôn. Cái này nó có rau đi kèm ăn mới ngon nha cả nhà. Ăn có một mình à, cho nên bóc tay luôn cả nhà ơi. Rau mà mình gấp đũa khó lắm. Giống như rau găm vậy nè, mình không có ăn cái cọng á, mình ăn cái lá thôi á, mình nhấp bằng tay nó mới ngon nha. Rồi đây cho vô miệng, ăn đơn giản thì thôi cũng ngon cả nhà. Thôi rồi cả nhà, kẹp vô miếng khóm ăn cũng ngon nữa. Về bên đây mới có món này ăn chứ, ở bên Hân lấy gì mà ăn cả nhà. Nó đâu phải lúc nào nó cũng có bán cái này cho mình ăn đâu. Ngon quá. Quá tuyệt vời luôn. Khi nước dừa cả nhà, nó lên cái màu đẹp lắm, nó mặn mặn ngọt ngọt nữa. Nhớ là cái món này mình có phải có cái độ mặn và cái độ ngọt nó mới ngon cả nhà. Độ ngọt không nó cũng không ngon nữa, mà nó mặn chát nó cũng không ngon nữa nha. Mà ngọt ngọt nêm nếm theo khẩu vị của mình là vừa ăn rồi cả nhà. Mình thấy đối với Hơn khẩu vị gì là Hơn vừa nè.
chấm đây cho nó đậm đà hơn xíu nha. Ngon. Cái nhà ơi, cái gì ăn chung với hông đi, nguyên mâm nhiều lắm nha. Ăn nó khóm chua chua vô cho hông. Cái món này mình xào dưa cải nó cũng ngon nha cả nhà. Xào dưa cải ăn với cơm là ngon luôn. Chấm vô. Ngon. Ngon quá. Rất tuyệt vời nha cả nhà ơi. Nếu thích món này thì xuống bếp làm thử ăn đi nha cả nhà. Ngon lắm nha. Ăn hồi mất ngay luôn á cả nhà ơi. Quá ngon luôn. Ăn vô miếng ớt nữa. Nghe cay cay, ngọt ngọt mặn mặn, chua chua. Xuất sắc. Cả nhà ơi, Hân đã ăn no rồi cả nhà. Video cũng khá dài rồi, Hân xin tạm dừng ở video ở đây nha. Hân cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi video của Hân và luôn luôn ủng hộ Hân trong suốt thời gian vừa qua. Yêu mến kênh của Hân thì có thể bấm cho Hân một like, đăng ký kênh để có thể xem được nhiều video tiếp theo của Hân cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Bye bye.